Chào mừng anh em nha. Ôi, xúc cảm giao khoa, chuỗi may mắn. Bào vàng đi anh em ơi. Mới vô nó cho mình hai con cây lê luôn nè. Cái này bào vàng mà mình để cho Samira nó bào cũng được nha. Đồng quê thì đang hot. Thôi bây giờ mình cứ lắp tạm đi. Cho gì chơi đấy. Đồng quê đang hot, Hostile đang cũng hot luôn. Ây chà, ông này cũng đồng quê quá. Nhà nhà đồng quê nha, thấy cái Di Tâm Luận là đánh nó hơi bị ác luôn á. Dạo này mình hơi ít on game tí nha anh em ha. Tại vì cuối năm rồi công việc cũng hơi bận rộn á. Ít có thời gian ngồi xíu ha. Rồi, mình up lên cấp 4 luôn. Ron nhưng mà không ra hết tiêu anh em ơi. Đam cháy với đỏ đen một xíu ha. Thì cái mùa hết tiêu này nó làm lại thì nó có một cái đó là anh em có quyết định nổ hay là giữ tiếp. Giữ tiếp á thì nó sẽ ít 2 số điểm của anh em lên. Còn anh em mà bị nổ một cái á là nó sẽ bị chia đôi số điểm nha. Nó giống như đạo chích ngày xưa. Nhưng mà cái đạo chích, à đúng rồi, nó giống như đạo chích. Nãy giờ mà giữ đồng quê thì chắc chơi được anh em. Mà thôi lỡ rồi. Cháy với đam mê. Anh em lấy cái kiếm bạc á thì nó sẽ lên vàng theo cái tốc độ đánh anh em ha. Cho nên là anh em đánh càng nhanh thì nó nhảy vàng càng nhiều. Thì ưu tiên quất cho nó hai cái cây cuộc đao vô. Đó, ra nè. Nó sẽ không phải là kiêu tướng nha anh em, mà nó sẽ đánh và có tỷ lệ ra vàng. Nên đánh càng nhanh thì tỷ lệ ra càng nhiều nha anh em. Bỏ con này vô đi ha. Rồi, bắt thêm con Modder luôn. Mình nghi ngờ quá anh em ơi. Cái chuỗi này nếu như mà đánh hết siêu được luôn á thì mình giữ, còn không mà chắc mình phải xoay bài anh em ơi. Như đồng quê khá là nhiều luôn á, nhưng mà mình bỏ lỡ chuyến xe đồng quê rồi. Nãy giờ cây le cũng mấy con nữa nha. Vàng vàng vàng. Ui chà. Ồ, đồng quê nữa kìa. Lắp đồ luôn. Nói xem, nổ đi. Để cho nổ luôn thì ra cái gì. Đó anh em, cứ cho full tốc vào đánh cho con vị tướng nào mà nó cầm cái nanh bạc để mà nó bào vàng anh em ha. Mỗi game nó bào khoảng 4-5 vàng là anh em thơm ngon luôn á. Đó, 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 thấy chưa? Nó bắn càng nhanh nó ra càng vàng kìa. Bắn ra, 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 thấy chưa? Ai cha, loại 2 là loại kim cương anh em. Loại kim cương thì cơ hội cúc nó sẽ nhanh hơn nha anh em. Kho thần tích. Ôi. Nâng tầm cuộc chơi luôn đi. Giữ luôn giữ 50 tiền. Rồi để mình cho nó nổ lên tầm 300 điểm. Giữ hết tiêu chơi tiếp. Móc 5, móc 7 là đẹp luôn anh em. Mỗi game mình sẽ nhận được khoảng 300 điểm. Để cho nó nâng cái hũ lên đó anh em. Ồ, thua bao nhiêu con đây. Có vàng rớt rồi anh em. Bây giờ cứ tốc độ đánh full vào. Cây lê hả. Cây lê bên ta kêu ngon nè. Ôi ôi, thế nào win không vậy? Nó Sina cầm đồ ác quá. Win rồi. Chia đôi điểm rồi anh em ơi. Rồi thôi mình xoay bài luôn anh em ha. Xoay bài đánh cây le luôn. Thì cái những cái đồ này mình cho cây le là hợp lý luôn anh em. Rồi rồi. Đó. Cây le thì nó full tốc đánh thôi anh em. Là đẹp rồi. Đấy đấy. Lên cấp luôn. Ôi dồi, thêm hai con Akali nữa nè. Ông này bên kia quýnh gì vậy? 8 bit hả? Rồi, bây giờ cây le chỉ diệt bào vàng giùm anh thôi. Pentakill Akali 2 sao, mình thay đồ cho nó đi. Rồi, đẹp luôn, đẹp luôn. Ông này vẫn đến hũ hết steel vàng nổ luôn kìa. Ồ, có không có lồ tí hoang luôn nha.
hồ tí hon cũng được đó anh em. Rồi móc 5 pentakill rồi anh em ơi. Bây giờ là cái điều kiện cần nhất mình đánh đó là Kele lên 3 sao anh em ha. Kele lên sao thì nó sẽ carry tốt cho đội hình của mình luôn á. Đấy, đúng luôn, đúng trang bị luôn. Hai cái cuồng đao rồi thêm cái nanh nữa. Trời ơi, hết nước chấm. Từ từ, từ từ nha. Đó, Akali cầm đồ bốc đồ ánh sáng này thì thôi rồi, chứ đam hơi bị ngon, thanh hoa luôn. Cho Akali dưới con Kele biểu diễn. Rồi, anh em ơi, điều kiện đủ đã có rồi. Bây giờ game này của mình là xóa thôi anh em. Bây giờ mình quyết định luôn, từ đây cho tới ra khoảng 5.5 năm là mình win toàn tập. Không có nhà nào đánh lại mình đâu, tại Kele quá mạnh rồi, với kèm thêm Akali đồ như thế nó kia nữa mà. Thôi, sau sau mình auto up 7 nữa, up 7 là đủ chép chơi với người ta rồi. Kèm thêm thánh ra dễ vô nữa là ngon đúng không? Cho con Kele có thêm siêu đam. Ô, Ken kìa, ngon quá mà chắc không nhận được rồi anh em ơi. Toàn đồ tăng thôi. Lượm Sona luôn nè. Hồi máu, đúng rồi. Bây giờ chỉ up cấp thôi anh em ơi. Up lên 9 là mình đánh 7 ý pentakill luôn. 3 thánh ra dẻ. Quá đẹp luôn. Itom Itom. Rồi. Thì hiện tại những video của mình đang update rất là nhiều về cái đấu trường chân lý mùa 10 và mới update này anh em. Anh em cố gắng dành cho biết thời gian tham khảo trong cái những video trên kênh của mình ha. Và nếu yêu mến cái kênh của mình thì anh em có thể bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình một cái đăng ký kênh nha. Hiện tại cái tương tác của kênh mình sao không biết, sao nó bị tục quá. Rảnh rỗi mình làm xíu với đam mê thôi anh em. Rồi. Ồ. 8 bit à. Hình như mình chưa có cái game nào mà nó 8 bit luôn á. Tại vì thật sự 8 bit cũng thấy rất khó chơi anh em. 358.000 điểm nó nổ hơi bị khó nổ luôn á. Cho nên là nó hơi căng á. Cái điều kiện cần á là cũng phải là 6 cái 8 bit. Điều kiện đủ là phải 358.000 điểm. Anh em phải kêu rất là nhiều lên, hoặc là cho con tướng nào nó 3 sao á, cho nó cái ấn đó thì nó sẽ bắn kêu hết địch thì nó lên lẹ hơn. Hoặc là có cái lỗi thả xu á thì nó lên lẹ hơn anh em ha. Rồi quay về với cái đội hình pentakill của con Kele. Thì vị tướng Kele này là mình thấy là rất yêu thích nha anh em. Từ cái mùa 7, mùa 8 hay gì dân nữa, Kele là vị tướng mình rất thích. Tại vì cái skill và những cái nó đánh rất là đơn, nhưng mà nó đánh rất là lẹ luôn. Mình thấy đa số là nó chủ yếu là nó đánh thôi à. Nó kêu cái mùa 9 vừa rồi thì nó quạt khá là đẹp. Đó, cho nên là cái mùa này mình thấy là Kele mà đỡ full tốc độ đánh và kẹp thêm cái nanh bạc như thế này á, anh em thấy không, nó vàng rơi liên tục luôn. Mỗi game á thì nó kiếm 4-5 vàng là bình thường đó. Thì cái cơ hội mình lên level 9 là trong tầm tay đúng không, cần gì mà anh em phải đánh hết steel nổ này nọ, chỉ cần có cái kiếm tay bạc này vô thôi. Ô, là có cái ấn kìa. Trời, mấy ba mấy má này là mất rồi. Thôi lấy bùa đỏ. Rồi anh em ơi, bây giờ cái bùa đỏ này chắc mình cho con vô này cầm đỏ đi, tí nữa mình đổi qua ha. Chủ cha, ông nội này ông dắt vàng hết luôn anh em ơi. Full vàng luôn. Có cái vé trúng thưởng ghê vậy. Rồi rau sau mình up 9 rồi anh em. Mình up 9 rồi là tha hồ mà quẩy anh em ha. Chà, ông Riven này 3 sao quá dữ ha. Bây giờ hiện tại mình đang còn 32 máu ở vị trí thứ 2, chắc chắn vô top rồi anh em.
Nhưng bây giờ mình phải lên 7 pentakill thôi, để chứ bây giờ con Kele nó gánh không nổi nữa, tại nó là vị tướng đơn mục tiêu anh em ha. Những cái vị tướng đơn mục tiêu như thế này khó rất là gánh được team nha anh em. Rồi thay đi. À, anh em nhớ để ý một tí, những vị tướng nào mà carry đơn mục tiêu á rất là khó gánh team. Đó cho nên là như con Zihin đi chăng nữa đi, một khi nó mà đã lên 4 sao luôn đi chăng nữa, nó khó được một mình cân tất cả lắm. Đó, nhưng mà con Zid đi của mình, mình trên cơ mình có con Zid này, nó quăng một cái là đi hết. Căng rồi anh em ơi, gặp nhà 8 bit này cũng thua luôn. Một ông này có thả xu này. Coi rồi. Hồi nãy giờ mà mình chuyển qua ca thết mình chơi, có khi ca thết lên 3 luôn rồi đó em, đúng không? Nhưng mà thôi, mình đang làm content như cái le mà. Đây rồi, đây rồi. Thấy bà rồi, chậm chân rồi, chậm chân rồi. Víu víu tèo anh em ơi, không vô được rồi. Đáng lẽ phải bán Akali đi anh em ơi, chấp nhận bán Akali luôn rồi á. Dạ quá. Ê cha. Ô. Thua mấy con. Ô. Xém đi luôn anh em ơi. Thôi thay con nào đây. Thôi thay đại con Ken trước đi ha. Hết rồi. Từ từ cái mình roll không. Ý da. Cà thớt nữa hả? Ây da, Riven bị con Kele mình đập đi rồi. Đi rồi. Bây giờ 7 Penta kêu lên là Kele nó có đam anh em ha. Chắc phải thay con Akali đi á, cho con Ken vào. Đây rồi, đây rồi. Phải thay. Ngon luôn. Thôi bây giờ ông nào đánh lại nữa. Đội hình mình như thế này là bao phủ rồi anh em. Đó, cây. Cây chưa bạn, cây vô chuồng candle ánh sáng như thế này nó quét thì thôi chứ. Chiên chiên. Rồi anh em ơi. Nói chung bây giờ là mới kết đất cho con Kele nó diễn. Tại vì thật sự luôn là con Kele chỉ làm content thôi, để cho nó bào vàng và nó kéo, để mình lên đủ cái đội hình như thế này để gánh thôi. Chứ con Kele nó không thể nào gánh team được nha anh em. Không thể một mình đánh nó được, bắt buộc anh em phải chơi như là con Yorick để kẹp thêm này nọ vào. Rồi cảm ơn anh em cũng đã theo dõi đến hết video nha. Hãy ủng hộ mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha anh em á. Bye bye.